cay của hai anh ra rồi. Thơm lắm không? Trước thì hai anh ăn ở một quán khác, quán này thì ăn cũng ngon, nhưng mà ăn quán này thì ăn lần đầu, không biết ăn ngon hay không. Là bây giờ chúng mình sẽ người đã sộc tất cả ớt lên mũi rồi. Đếm lượt uống nước của hai anh nhá. Đây là chơi uống nước chứ không phải là chơi ăn nhanh nhá. Hấp dẫn quá, có cả mì này là mì hải sản, có cả mực, tôm, cá, mì to. Bắt đầu chưa? Ăn đi. Cay không? Cay thật. Điểm quán này theo anh nhận xét thì có nhiều thứ hơn, hơi mặn, có nhiều đồ hơn món quán trước, kim chi nhiều hơn, có hai con tôm, quán trước chỉ có một con tôm thôi. Quán mì lần trước anh ăn tên là quán mì Seoul, còn quán này tên là món quán mì Sashi. Ai mà ăn cả hai quán rồi hoặc một trong hai quán này có thể cho anh bình luận nhá. Tiếp đi không anh? Anh muốn ăn sao mà uống. Con bột này các em ơi. Chỉ sợ thôi không muốn được không? Anh chỉ liếm cái bên ngoài thôi. Liếm cái bên ngoài cho mát thôi. Trước rồi. Anh tóc xanh không chỉ bướng như thế. Anh tóc xanh phải đi theo tiếng gọi của trà đào. Lúc anh tóc xanh rồi, trà đào đầu tiên anh sẽ ăn con tôm đầu tiên. Món trà đào ngon lắm. Có dụ dỗ anh. Biết uống lắm thêm nick nè, uống lắm thế mình biết châm khỏe là mồ hôi rồi. Chết rồi, sai lầm khi uống nước. Đang rất ngại vì đang có rất nhiều người nhìn hai anh ngồi trong quán quay video. Mắt đỏ ngầu lên rồi. Vừa uống rồi. Hôm nay hai anh liều mình gọi cấp độ 4. Các em mà đi ăn chỉ nên gọi cấp độ 1 và cấp độ 2 thôi nhé. Gọi cấp độ 0.5 cũng được. Ừ, ở đây có là cấp độ 0.5. Cho anh gọi cấp độ âm 1. Mẹ ăn mình sợi 1 ấy. Chưa nữa rồi.
Anh đã thử ăn xong gì rồi? Vậy vừa nãy anh uống mấy cái lần nhỉ? Anh tóc sạch uống 3 lần và anh bốn mắt chỉ uống 2 lần thôi. Là lại lại quá. Và hình phạt của anh đã nghĩ ra đó là giờ về thì tóc xanh sẽ mời anh bốn mắt đi ăn kem. Thắng đi, 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 th